Trên tay mình đây đang là chiếc Redmi 8, một cái sản phẩm giá rẻ mà rất là bất ngờ khi mà được giới thiệu trong buổi ra mắt ngày hôm nay của Xiaomi. Quả thật là năm nay thì Xiaomi đã rất là ưu ái thị trường Việt Nam khi mà mang cái chiếc Redmi 8 này về rất là sớm so với cả những thị trường khác ở trên thế giới. Và ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điểm hay cũng như là những cái điểm đáng mua của chiếc smartphone này nhé. Ngay cái điểm đầu tiên cần phải nhấn mạnh đối với cả chiếc Redmi 8 này thì đó chính là về cái khoản pin trâu cũng như là sạc nhanh. Với cái việc là chiếc Redmi 8 này sở hữu viên pin lên tận 5000 mAh thì chắc chắn rằng đây sẽ là một cái điểm nhấn mà không thể nào bỏ qua. Và một cái điểm nữa mình thấy rằng là Redmi 8 cũng rất là nổi bật so với cả những cái sản phẩm khác ở trong cùng phân khúc của nó, đó chính là việc được trang bị sạc nhanh với cái chuẩn sạc nhanh có thể lên tận 18W. Đây là một cái điểm rất là khác biệt, bởi vì là nếu như những cái chiếc máy đối thủ của Redmi 8 thì có thể là được trang bị cái viên pin rất là lớn. Tuy nhiên thì với cái việc mà pin lớn mà không đi kèm sạc nhanh thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là vất vả khi mà cắm sạc pin. Và với cái việc trang bị cái sạc nhanh ở trên Redmi 8 này thì thật sự là một điểm đáng khen cũng như là rất là hoàn hảo về cả khoản pin và sạc. Và có một cái điểm nho nhỏ mình cũng rất là thích đối với cả Redmi 8, đó là chúng ta sẽ có cổng Type-C luôn chứ không phải là cổng micro USB lỗi thời. Ở đây sẽ là một điểm mà khiến Redmi 8 nổi bật trong phân khúc điện thoại chỉ là 3 triệu đồng. Chưa hết thì Redmi 8 cũng được trang bị nhiều cái AI, có cả AI để mà tối ưu cái thời gian sử dụng pin của chúng ta. Và các bạn sẽ có 3 màu sắc, đó là màu đỏ, màu xanh và màu đen. Cả 3 màu sắc này thì đều được Xiaomi làm rất là chăm chút. Và khi các bạn di chuyển cái chiếc Redmi 8 này ở dưới ánh sáng thì cũng có cái hiệu ứng gradient nhìn rất là bắt mắt. Camera cũng là một điểm mà Xiaomi nhắc đến khá nhiều trong cái buổi ra mắt chiếc Redmi 8 này. Chúng ta sẽ có cụm camera sau là camera kép với AI, và camera chính thì độ phân giải là 12MP, khẩu độ f1.8 và thêm một cam phụ 2MP để hỗ trợ xóa phông nữa. Camera trước thì cũng hỗ trợ AI với 8MP. Và các bạn sẽ có một cái màn hình giọt mưa kích thước 6.2 inch, độ phân giải chỉ là HD Plus mà thôi, nhưng mà nó sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. Về cấu hình thì Redmi 8 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 439. Đây thì không phải là một con chip quá ấn tượng, tuy nhiên thì cá nhân mình thấy với cái mức giá của Redmi 8 thì nó cũng có thể là đáp ứng tốt những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày rồi. Cái điểm cuối cùng mình muốn nhắc tới đó chính là về cái mức giá thì Redmi 8 có cái mức giá cực kỳ yêu thương luôn. Khởi điểm chỉ là 2.990.000 cho phiên bản 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Và nếu như bỏ ra thêm 600.000 với 3.590.000 thì các bạn sẽ có thể là sở hữu cho mình phiên bản 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Với cái mức giá này thì cá nhân mình thấy rằng là Redmi 8 là một trong những cái chiếc máy có thể nói là gần như vô đối ở trong phân khúc, khi mà chúng ta sẽ có một viên pin rất là lớn, kèm theo đó thì là hỗ trợ sạc nhanh lên tận 18W, một điểm mà rất ít sản phẩm trong cái tầm giá này có. Và các bạn cũng sẽ có một con chip mà Snapdragon 439 có một hiệu năng có thể là sử dụng tốt những cái nhu cầu hàng ngày và cũng có thể là chiến game nhẹ nhàng nữa. Còn chi tiết thế nào thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái bài đánh giá sâu hơn khi mà mình có máy trong thời gian lâu hơn nhá. Ok, và trên đây cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái bài trên tay chiếc Redmi 8 này. Đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như ấn nút chuông để có thể theo dõi những cái video tiếp theo và bên mình đánh giá về những cái chiếc máy như kiểu Redmi 8 này chi tiết hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.